Dạ thưa bà, có mấy anh này tới kiếm cậu Phú á. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy hả? Anh là Hoàng Phú. Dạ đúng, có chuyện gì không anh? Có một vụ án cưỡng bức xảy ra đêm qua, muốn anh cung cấp thông tin cho chúng tôi. Em nghe được tin á, bên Trần Thịnh đang liên hệ với rất nhiều ngân hàng để xin vay vốn. Họ có dự án gì mà huy động nhiều vốn dữ vậy? Em nghe nói là để mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông. Mua lại toàn bộ cổ phần? Nghe không hợp lý chút nào đúng không anh? Chú muốn làm gì vậy chứ? Câu hỏi của em thì lại khác. Liệu cô ta có dính dáng gì đến toàn bộ chuyện này hay không? Anh sẽ điều tra việc này. Em cần biết kết quả càng sớm càng tốt nha anh. Em có thể cho anh biết kế hoạch sắp tới của em là gì được không? Anh Khải à, anh yên tâm đi, em sẽ không làm những chuyện hại người tán tận lương tâm như cô ta đâu. Nhưng mà kể từ bây giờ á, em nhất định sẽ không để bất kỳ một âm mưu nào của cô ta thành công đâu. Có những chuyện một khi đã dấn thân vào rồi, khó có thể kiểm soát được bản thân mình lắm đó. Em không sợ đâu, bởi vì đã có anh ở bên cạnh em che chở cho em rồi mà. Bộ có người chịu nghe nói sao? Em anh nghe nè Rồng. Vậy hả? Em bình tĩnh đi. Được rồi, anh sẽ tới liền. Ủa, có chuyện gì vậy? Liên gặp chuyện rồi. Em đã thức ở bệnh viện cả đêm rồi, vô nghỉ ngơi chút đi. Em không sao đâu. Để anh coi Trần Liên cho. Trọng à, Liên sao rồi em? Bác sĩ nói các vết thương ngoài da không có gì là nghiêm trọng hết, nhưng cô ấy đã bị cú sốc tâm lý rất lớn, phải mất rất nhiều thời gian để mà hồi phục. Anh vừa ở chỗ công an về, nó sẽ phải đền tội đúng không anh? Như vậy là sao? Có vấn đề gì hả? Phú nói là do Liên chủ động, chứ nó không hề hãm hại Liên. Nó lão Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Bên công an họ xác minh thuốc mê ở trong bia là do Liên mua, và tài xế taxi đã chở hai người cũng đã khẳng định Phú muốn đưa Liên về nhà, nhưng Liên nhất định không chịu mà đòi lên nhà với Phú. Bây giờ mọi nhân chứng vật chứng đang đứng về phía của Phú. Như vậy là không có cách nào buộc tôi được nó hả? Sẽ rất khó. Trọng à, em đừng có suy nghĩ quá rồi lại làm bậy nữa. Này, em không muốn ngồi tù, anh chị giúp em đi. Còn không, em ngồi tù thì nó cũng phải ngồi tù chung với em. Trọng à, em bình tĩnh đi. Bây giờ mọi chuyện sẽ rất khó khăn, bởi vì lời khai của em về Phú sẽ bị quy chụp là vu oan cho Phú để trả thù chuyện của Liên. Nghĩa là để cho nó ung dung nhẫn nhơ gì hả? Nhất định phải có cách gì chứ. Phải có chứ anh, phải có cách gì đó chứ. Trọng à, em bình tĩnh lại đi. Phú không phải là loại người dễ đối phó đâu. Bây giờ em càng nóng giận thì chỉ càng mắc sai phạm, sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Trọng à, anh Trung nói đúng đó. Em phải nhớ, em không được xảy ra chuyện gì. Nếu không á, thì Liên nó sẽ càng đau khổ đó. Bình tĩnh lại đi. Trọng à, chắc chắn á, là mọi người sẽ tìm cách giúp em. Quan trọng là em phải giữ mình và nhất định là không được bỏ cuộc nha em. Không, 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 không. Liên, Liên.
Bảo. Ông sao vậy? Tôi vô dụng quá. Tôi không bảo vệ được cho cháu của mình. Tôi là thằng chú vô dụng. Ông đừng có nói như vậy. Cái này là tai nạn mà, đâu có ai muốn như vậy đâu. Tôi không có làm gì được cho cháu tôi hết. Tôi là cái thằng chú bỏ đi. Ngồi xích vô, ngồi kế bên coi. Trời ơi, bây giờ mà ông ngồi đây ông khóc lóc, ông buồn cũng đâu có giải quyết chuyện gì đâu. Tôi là người ngoài mà tôi còn buồn nổ ruột đây nè. Thằng Trọng thì cái mặt chù ủ, còn ông thì cái mặt như đưa đám. Làm sao con Liên nó lấy lại tinh thần? Bà nói cũng phải à. Phải thì đứng dậy đi với tôi. Đi đâu? Đi kiếm mua cái gì nấu cho nó ăn để nó lấy lại tinh thần. Ờ phải hả? Phải, đi theo tôi. Ê, ê, đợi tôi chơi. Lẹ lên. Anh đã tìm được chứ? Trong kết không có cuốn sổ đâu. Có thể là để ở kết bí mật ở nhà. Kết trong phòng làm việc không có. Còn phòng của ông ta? Em chưa kiểm tra. Thôi được rồi, em kiểm tra rồi sẽ gọi lại cho anh sau. Anh đứng đây bao lâu rồi? Không sao, em yên tâm đi. Anh mới vừa về thôi, chưa nghe được gì đâu. Anh điên rồi hả? Anh và cô ta không có gì hết. Chuyện đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi hết. Xem không quan tâm anh có bị gì không hả? Anh đã đứng ở đây thì có nghĩa là anh không bị gì rồi. Đã xong xuôi hết chưa? Dạ thưa Dượng, đã xong xuôi hết rồi ạ. Dạ con xin lỗi vì đã để mấy chuyện không hay xảy ra. Quan trọng là không xảy ra chuyện gì và không ảnh hưởng đến công ty. Dạ Dượng yên tâm đi, con sẽ không để ảnh hưởng đến công việc của công ty ạ. Ừ, thôi ra ngoài đi, Dượng có việc phải làm. Dạ. Mời vô. Ma có thể nói chuyện với con được không? Ma đừng có nói chuyện sáng nay. Con không có gì để nói hết. Hôm nay Dượng con đã đưa má đi mua nhà. Đi mua nhà? Ừ. Ông ấy đã mua cho má 5 căn hộ chung cư để làm tài sản dưỡng già. Ông ấy còn hứa sẽ cho con cổ phần ở Trường Thịnh. Má thấy như vậy là đủ rồi sao? Con à, nhà lớn, tiền nhiều, thì một ngày cũng 3 bữa, đêm một chỗ nằm. Quan trọng là mình thấy bình yên, vui vẻ và thanh thản với lương tâm. 5 căn hộ đó sau này má cũng để lại cho con. Con không cần má cho, con sẽ tự mình lấy những thứ mà mình muốn. Phú à, có phải anh Trung đã nói gì với má rồi không? Không, không phải. Phú, dừng lại đi con. Những chuyện đã qua, con hãy để cho nó qua. Bỏ qua? Tuổi thơ của con nè, rồi vết thương trên đầu của con nữa, con không bao giờ bỏ qua đâu. Con đang đánh mất bản thân mình đó. Má thật sự hối hận vì đã mù quáng giúp con. Con nói cho má biết, con đường này con đã đi thì sẽ không bao giờ con quay lại đâu. Phú, Phú, đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh hai, nếu thật sự em phải ngồi tù
Anh hãy giúp em chăm sóc cho Liên và chú Bảo nha. Nếu như có thể, anh đưa cô ấy ra nước ngoài thì càng tốt. Tránh xa được nơi này, có thể giúp cho cô ấy mau hồi phục hơn. Anh đã nhờ giáo sư Thông giới thiệu một chuyên gia tâm lý. Ngày mai, người này sẽ đến gặp Liên. Dạ, em cảm ơn anh hai. Chú nè, nè, hai anh em qua bên đó ăn chút gì đi. Dạ, em vô ăn chút gì đi. Dạ, cháu nói xong cho chú, để con đem vô cho Liên. Chưa, chút nữa mới xong. Vậy hả, chị đợi cháu nấu xong, con đem vô cho Liên, rồi con ăn luôn. Cảm ơn con, lúc nào cũng nghĩ cho con Liên. Mai là con chăm sóc cho nó. Liên sao rồi chị? Liên đã ngủ được rồi. Dạ, chị để con vô với cô ấy. Lỡ như cô ấy tỉnh dậy mà không thấy ai, mất công xảy ra chuyện như hồi sáng nữa. À, chú cũng đi qua bển coi nồi cháo nghe. Dạ. Anh đi mua thuốc cho Liên. Anh Trung à, em không hề trách giận về anh, cho nên anh không cần phải tránh mặt em như vậy đâu. Em có mệt không? Em không sao. Anh Trung à, anh đừng xin lỗi em. Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc tới nữa. Em có thể hỏi anh chuyện này được không? Anh dự định sao? Mấy ngày nữa em sẽ biết câu trả lời. Mời vào. Anh có nhìn lầm không vậy? Em thức cả đêm qua để họp, bây giờ phải ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ. Anh đừng có lo, em không sao đâu mà. Anh chịu thua em luôn. Anh Khải, anh mới từ chỗ Liên về hả? Liên sao rồi anh? Các chuyên gia tâm lý hàng ngày dẫn đến điều đặn, nhưng xem ra thì không có khả quan gì. Hiện tại thì tinh thần của cô ấy đang bị suy sụp rất nhiều. Vậy là không làm gì được Phú hết hả? Mong là Trọng nó biết suy nghĩ, đừng có gây ra chuyện gì hết. Nếu như vụ án của Trọng xét xử thì lúc đó Trọng phải thi hành án. Anh không biết lúc đó Liên sẽ ra sao nữa. Anh coi cái này đi. Cái này là hồ sơ xin vay vốn của Thiên Thanh đó. Em tính trao đổi với họ để cứu Trọng sao? Anh nghĩ có được không? Anh thấy cũng rất là khó khăn đó. Hết sức thận trọng nha, không chừng tự gây rắc rối cho mình đó. Em sẵn sàng làm mọi chuyện để có thể giúp Trọng, nhưng mà còn làm như thế nào thì còn phải nhờ tới anh nữa. Được rồi, anh sẽ nghiên cứu cái này. Anh, còn chuyện bên Trường Thịnh ấy, anh đã tìm hiểu được gì chưa? Hiện tại thì có một công ty bên Thái muốn mua lại Trường Thịnh. Cái vụ mà chú muốn mua lại cổ phần của các cổ đông ấy, là để ngăn chặn chuyện này. Còn cô ta thì sao? Không được đến công ty, chỉ ở nhà thôi à.
Cô ta đang âm mưu chuyện gì vậy? Hồ sơ làm tốt lắm. Đem photo nhiều bản để chuẩn bị cho cuộc họp. Dạ, con xin phép ạ. Vô đi. Thưa ba, có những chuyện mà ba cần phải biết trước khi họp với các cổ đông. Mày lại định gây ra chuyện gì hả? Có những thứ không thuộc về mình thì hãy trả lại cho người ta đi. Nè, tao hỏi mày gây ra chuyện gì nữa? Nếu như mình rời khỏi Trường Thịnh thì gia đình mình sẽ có một cuộc sống sung túc, và ba có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Tao hỏi mày đã gây ra chuyện gì rồi? Để con gọi điện thoại gọi mọi người tới. Xin lỗi ba, con tới trễ. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đã bắt đầu họp chưa? Dạ, còn các cổ đông khác thì sao ạ? Không còn cổ đông nào nữa đâu. Ông Sang và ông Dương đã bán hết cổ phần cho tôi rồi. Họp đi. Dạ. Không cần phải đưa văn bản cuộc họp đâu, nội dung đã thay đổi rồi. Cô ngồi xuống đó đi. Dạ thưa ba, bác sĩ đã dặn ba cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Vậy mà ba vẫn ham muốn làm việc, cho nên con và anh Trung đã... Thôi đi, bỏ cái trò hề này đi. Anh Công, lá phiếu của anh sẽ quyết định ai là người sẽ làm chủ cuộc chơi ở Trường Thịnh này. Đã đến lúc anh lên tiếng rồi đó. Tôi cũng nghĩ như mấy đám trẻ, anh nghỉ ngơi được rồi đó. Ra ngoài đi. Dượng nói là ra ngoài đi. Ở đây ông đâu còn là người nắm quyền. Ông ra lệnh cái gì? Mày! Chắc là ông không bao giờ ngờ mình sẽ có ngày hôm nay phải không? Mày đã cấu kết với con Hồng à? Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về má tôi và tôi. Tao, chính tao đã cứu vớt má mày từ tay thằng cha nghiện ngập của mày. Lấy lại? Má con mày có cái gì để lấy lại? Cứu vớt à? Đừng nói cái kiểu mà mình cao thượng như vậy. Ông chỉ là kẻ đi phá hoại gia đình người khác mà thôi. Mày! Và ngay bây giờ, ông phải trả giá những việc làm thất đức của mình. Mày! Tao sẽ... Sao? Nhìn ông kìa. Thật vô dụng. Ráng, đừng có chết sớm, chứ nếu không
ông sẽ không bao giờ thấy được cái cảnh tôi sẽ lấy hết gia tài của ông. Còn chuyện này tôi nghĩ ông nên biết, có rất nhiều người cấu kết trong chuyện này lắm, chứ không phải chỉ có tôi và Hồng. Thí dụ như là má tôi và cô thư ký mới của ông chẳng hạn. Mày thảm bại. Có chuyện gì? Dạ em nghe có tiếng đổ vỡ bên trong cho nên. Tổng giám đốc đang rất tức giận, đừng ai vào làm phiền tổng giám đốc hết. Dạ. Còn nữa, dặn mọi người nếu không có lệnh của tổng giám đốc không được vào. Dạ em biết rồi. Thôi bây giờ cho chắc ăn luôn, gọi hai bảo vệ đứng đây canh chừng cho tôi. Dạ. Alo, phòng bảo vệ đúng không ạ? Dạ, dạ, tôi Xuân đây ạ. Dạ, anh cho liền hai bảo vệ lên phòng họp lớn giúp em ạ. Dạ, cảm ơn anh. Anh qua phòng họp gấp, chú có chuyện. Hai anh đứng ở đây canh chừng, nhớ là đừng có cho ai vào làm phiền chú nha. Dạ, dạ. Được rồi. Xuân, bảo tôi sao rồi? Dạ, chú đang ở trọng á, chú đang rất là giận. Em nghe có tiếng đồ đạc đổ vỡ tùm lum ở trọng hết á. Mời ba, để con đi. Mời ba. Ba có sao không ba? Hả? Chú bị sao vậy anh? Phụ tôi, để bắt tôi nằm xuống. Dạ. Ba. Ba ơi, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Ba. Gọi xe cấp cứu nhanh lên. Nhanh lên. Dạ. Ba. Cô ta trở thành chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Anh nói ai? Thu Hồng. Bằng cách nào? Chú Dương và chú Sang bán hết toàn bộ cổ phần công ty cho công ty Thái Lan, và cô ta đã kết hợp với công ty đó. Nhưng mà như vậy á vẫn chưa đủ để cô ta trở thành chủ tịch mà. Anh Trung đã chuyển toàn bộ cổ phần mà anh ấy đã sở hữu cho cô ta, cộng thêm sự ủng hộ của chú Công nữa, vậy là chắc thắng được chú Trường rồi. Ừ, có chuyện gì vậy? Em đi gặp anh Trung, em muốn biết số cổ phần của ảnh đã được bán trước hay sau khi cô ta rút đơn tố cáo em. Hương à, Hương à. Ê, alo, có chuyện gì vậy? Dạ, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy tới gặp bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, em nghe nè anh hai. Em đi đến bệnh viện thành phố gấp đi. Có chuyện gì vậy anh? Đừng có hỏi nhiều, lập tức đến đây. Dạ, anh hai. Nghe nè anh Khải, em có đang ở bệnh viện không vậy? Ở bệnh viện? Anh biết chuyện gì xảy ra đúng không? Anh Trung nói với em là đi vào bệnh viện, nhưng mà không nói lý do gì hết. Chú nhập viện rồi,
Bác sĩ nói là sẽ rất khó qua khỏi. Sao lại như vậy? Sao bà em bị như vậy? Thu Hồng đã chiếm được Trường Thịnh, có lẽ chú đã bị sốc nặng. Lại là tụi nó. Trọng An, em sẽ không để cho tụi nó hai người nữa đâu. Em sẽ bắt tụi nó phải trả giá. Trọng An, lại là tụi bay. Trọng, Trọng An, Trọng, Trọng, cậu đừng có làm như vậy. Cậu Trung biết cậu về đây tìm cô Hồng và cậu Phú, nên cậu Trung dặn tôi bằng mọi giá phải giữ cậu lại. Cậu bình tĩnh lại đi cậu Trọng. Cậu bình tĩnh lại đi. Thôi mà cậu, giết cháu con. Cậu bình tĩnh lại đi. Hải Ly, bây giờ là hãy chết bà con. Con không tha cho tụi nó đâu. Con phải giết tụi nó. Cậu bình tĩnh lại đi cậu. Đừng buông con ra. Cậu buông ra. Nè, có chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Trọng, chết đi. Trọng à, em làm gì? Bình tĩnh đi. Em đi rõ. Tụi nó giết cháu em, hãm hại ba. Em phải giết tụi nó, không tha cho tụi nó đâu. Thôi mà Trọng, nếu em muốn giết thì giết anh trước đi. Bởi vì anh biết rõ cô ta quay về đây là để trả thù, mà anh vẫn để cho cô ta quay lại. Tất cả là do anh. Anh nghĩ là dùng tình cảm chân thật của mình có thể hóa giải được hận thù tất cả vì anh. Anh nghĩ là mình cho cô ta hết tất cả thì cô ta có thể dừng tay lại. Nhưng anh đã sai lầm. Chính anh đã hại chết ba. Chính anh đã hại tất cả. Anh hai, giết anh đi. Anh hai, em phải giết nó. Em phải giết nó này. Trọng à, theo anh về đi. Em bỏ mặt Liên thì anh chăm sóc đi hả? Em không muốn nhìn mặt ba lần cuối hay sao? Kể lại anh. Đi về. Đi về nhanh lên. Đi lại đó. Đánh rồi cho đã xong. Muốn trốn thì trốn hả? Đâu có dễ dàng như vậy được. Không, báo công an cho anh. Em nói đi, em về phe tụi nó từ khi nào vậy hả? Tại sao không cho anh báo công an, gông cổ nó lại? Em có biết đây là cơ hội tốt nhất để mình nhổ cái gai trong mắt không hả? Bây giờ anh còn muốn gây chuyện nữa hay sao? Có phải em vì lời nói của anh ta mà xiêu lòng không? Em tin những lời đó là thật sao? Đừng có nói tầm bậy. Tất cả những gì em làm hôm nay là chỉ muốn tốt cho chuyện lớn sau này thôi. Hy vọng sự thật là như vậy. Đi bác sĩ đi, vết thương của anh cũng không nhẹ đâu. Nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó. Anh cũng mong rằng em sẽ không phải hối hận về chuyện hôm nay. Nếu như có ngày đó, tôi sẽ tự chịu một mình, không làm liên lụy tới anh đâu. Con nghe má. Chuyện gì vậy? Ông già đó tỉnh lại rồi. Sao lại sống dai như vậy chứ? Nếu em muốn giết thì giết anh trước đi. Bởi vì anh biết rõ cô ta quay về đây là để trả thù, mà anh vẫn để cho cô ta quay lại. Tất cả là do anh. Anh nghĩ là dùng tình cảm chân thật của mình có thể hóa giải được hận thù tất cả vì anh. Anh nghĩ là mình cho cô ta hết tất cả thì cô ta có thể dừng tay lại. Nhưng anh đã sai lầm. Chính anh đã hại chết ba. Chính anh đã hại tất cả. Em giết anh đi. Tình trạng tê liệt toàn thân như vậy có thể chỉ là tạm thời, dần dần cũng có thể hồi phục lại được. Nhưng mà đối với anh tỉnh lại được cũng là một điều may mắn lắm rồi. Dạ, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Dạ, được rồi, có gì chị cứ gọi cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Chào chị, chào cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Má, má khoan nói với anh Trung biết về chuyện Dượng tỉnh dậy nha. Má đã nói rồi con ơi. Sao má không hỏi ý con?
Ma... Dì, dì à, ba con sao rồi dì? Ba con... Má không cần phải trả lời với mấy người này. Mày nói cái gì? Muốn về. Trọng à, không nên gây chuyện ở đây. Dì à, bác sĩ nói tình trạng của ba con sao rồi? Tình trạng sức khỏe của Dượng như thế nào á thì không liên quan gì tới anh. Dì Dượng đã tuyên bố từ mặt anh rồi. Người thân hiện giờ của Dượng á chỉ có má và tôi thôi. Mày nói cái gì vậy? Muốn gì? Hả? Tỉnh đi anh. Nói gì với nó làm gì? Mình vô thăm ba đi anh. Các cậu không được vô đâu. Ông nói vậy là sao? Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của ông Trường. Đây là thời điểm để tuyên đọc bản ủy thác của ông này. Ừ? Cách đây một tuần, ông Trường có đến gặp tôi để làm hồ sơ về tài sản thừa kế và một bản ủy thác để phòng khi sau này có chuyện. Theo ý nguyện của ông Trường thì bản ủy thác này sẽ được đọc khi bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông ấy không còn khả năng quản lý công việc nữa. Lúc đó, ông Trường sẽ giao toàn bộ quyền quản lý tài sản cho anh Nguyễn Hoàng Phú. Không thể nào, bản ủy thác này là giả. Bà không bao giờ giao tài sản cho người ngoài mà không giao cho con trai ruột của mình. Tôi có một văn bản cần tuyên đọc, nhưng có lẽ cậu đọc sẽ hay hơn. Để anh. Tuyên bố từ con. Cái gì vậy anh hai? Không, bà sẽ không làm vậy với anh hai. Chắc chắn ông đã cung kích với bọn họ. Tất cả giấy tờ này đều là giả. Cậu ăn nói lung tung cái gì vậy? Tất cả các giấy tờ này được ông Trường lập trong tình trạng sức khỏe và tinh thần rất là minh mẫn, với sự chứng kiến của bà Hậu. Cậu còn nói lung tung, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chúng tôi sẽ không tha cho mọi người thì có. Chúng tôi sẽ kiện chuyện này ra tòa. Gì? Không biết gì là người tốt, vì sẽ không theo bọn họ. Vì nói ra sự thật cái gì? Má, má cứ lên tiếng đi má. Đúng vậy. Hôm đó là... là gì cũng có mặt nữa. Mọi chuyện là ý của ba các con đó. Gì? Anh hai, chuyện này sẽ không kết thúc vậy đâu. Tôi sẽ kiện mọi người ra tòa. Lão già đã bệnh đến mức lú lẫn hồ đồ, không hiểu sao lại giao tất cả cho thằng Phú. Anh tức giận như vậy thì có ích gì? Không tức giận sao được? Nếu vậy thì tất cả những gì của anh với em làm đổ sông đổ biển hết sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em có kế hoạch đối phó rồi sao? Em đang nghĩ bản di chúc đó có thể, không phải là có thể mà chắc chắn đó là giả. Em dựa vào đâu mà nói như vậy? Bằng chứng là ông ta vẫn còn rất thương anh Trung. Mấy ngày hôm trước, đi làm cái gì vậy hả? Dạ, tôi lỡ ông ơi. Đi ra ngoài. Dạ, để tôi hốt cái này nè. Tôi nói đi ra ngoài. Dạ.
Gì? Dạ. Có chuyện gì mà ba tôi giận dữ như vậy? Tôi lỡ tay làm bể cái ly uống nước của ông cho nên ông giận. Là đồ cổ sao? Dạ không phải. Chỉ là cái ly bình thường ông vẫn uống nước để trên bàn đó. Chỉ là cái ly uống nước thôi. Dạ. Tại sao lại giận dữ như vậy chứ? Tại vì cái ly đó là của cậu Trung tặng cho ông. Anh biết không, cách đây mấy ngày em có vào phòng của lão để tìm tài liệu. Và em đã thấy lão gom hết tất cả những mảnh vỡ của cái ly đó, bỏ vào cái hộp rất cẩn thận. Nếu lão ta vẫn còn thương Minh Trung thì tại sao lại giao tất cả hết cho thằng Phú mà còn lại làm giấy từ con nữa? Em nghĩ là anh nên theo dõi luật sư Thái. Em nghi ngờ luật sư Thái tiếp tay cho vụ này hả? Ừ. Anh hãy cẩn thận, đừng để cho họ nghi ngờ. Thật ra em vẫn cần Hoàng Phú giúp em ở Trường Thịnh. Anh hiểu rồi. Nhưng mà sao em không kể chuyện cái ly bể cho thằng Trung, để cho anh ta thấy bản di chúc có vấn đề rồi giành lại cổ phần? Nếu như vậy thì sẽ có lợi cho kế hoạch của em hơn. Chuyện tranh chấp tài sản thường là nó sẽ kéo dài cả năm trời. Lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, và nó sẽ kéo theo kế hoạch khôi phục công ty của ba sẽ bị trì trệ. Em lúc nào cũng nghĩ chu đáo. Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Alo. Anh muốn gặp em được không? Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng thật sự anh cũng rất là bất ngờ trước bản di chúc của ông ta. Tôi nghĩ ông ta đang cảm thấy mắc nợ gì và anh, đồng thời lại đang thất vọng về anh Trung nên mới đưa ra quyết định như vậy. Vậy chúng ta vẫn là cộng sự của nhau đúng không em? Bây giờ anh là người đang có lợi thế, tôi mới là người rất mong sự hợp tác của chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà làm ảnh hưởng. Em đừng có nói như vậy. Anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em trong mọi trường hợp. Anh không chỉ là đối tác tốt của em, mà anh có thể làm bất cứ mọi chuyện gì em nữa. Anh và tôi tốt hơn hết chỉ nên là đối tác của nhau. Anh làm cái gì vậy? Mở tôi ra! Mở tôi ra! Liên à, không sao, anh đây, Liên à, Liên à, Liên, không sao đâu, có anh đây, có anh đây mà, có anh đây mà, không sao đâu, có anh đây mà, để anh đợi em ngồi dậy ăn chút cháo nha. Liên à. Liên à, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em hầu đầu đến nỗi quẹt một vệt dằn dặn trên áo của anh. Lúc đó anh còn đòi em đền cho anh tới 60 triệu. Rồi em đã đền cho anh 12 cái áo, đơn giá là một cái 500 ngàn. Anh thích em cũng vì cái tính kê thẳng. Và sau phản đó Liên à, nếu không có em ở bên cạnh á, lúc anh tuyệt vọng nhất, anh không biết bây giờ cuộc đời của anh sẽ đi về đâu nữa.
Mỗi lần mà chúng ta gặp nhau, chúng ta không cự cãi thì cũng đánh nhau. Đôi khi anh nghĩ là không lẽ mình đã ghét tới như vậy hay sao? Nhưng mà bây giờ anh thà là em chửi anh, em đánh anh, còn hơn em cứ nằm đây như một cái xác không hồn. Liên à, em nói cho anh biết đi, bây giờ anh phải làm như thế nào? Làm như thế nào để em trở lại như trước hả Liên? Liên, chuyện gì rồi cũng qua mà, em đừng như vậy nữa, có được không Liên? Liên à, anh phải làm sao hả Liên? Trong ha, dạ chị hai. À, chị ngồi đi. Em sao vậy? Ờ, dạ em không sao. Liên đã đỡ chút nào chưa? Tinh thần vẫn sa sút, không chịu ăn uống gì. Bây giờ cô ấy phải uống thuốc thì mới ngủ được chị hai à. Em phải cho Liên một chút thời gian, chuyện này phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Nhưng cứ vậy hoài không phải là cách chị hai à. Em thực sự rất lo cho cô ấy chị hai à. À, hay là em đưa Liên lên Đà Lạt nghỉ một thời gian đi, hai đứa ở biệt thự của nhà chị. Em cảm ơn chị hai. Em và chú Bảo cũng nghĩ là sẽ đưa Liên tới một nơi nào đó, nơi nào mà yên tĩnh hơn. Có thể là đưa Liên về quê để tịnh dưỡng. Ừ, vậy cũng tốt mà. Hai đứa cần gì á thì cứ báo cho chị biết nha. Dạ. Nhưng mà có điều là em vẫn đang tại ngoại để chờ xét xử, cho nên em không thể cùng chú Bảo đưa Liên về quê được. Em ổn mà, chị đừng có lo cho em. Mà chị nè, bây giờ có một người cần chị quan tâm hơn là em nữa đó. Alo, anh đến nhà hàng rồi, nhưng Trung vừa về mất. Vậy hả anh? Ờ, em muốn về chưa? Anh qua chỗ Trọng đón em nha. Dạ, anh qua chỗ Trọng đón em nha. Ừ. Liên sẽ không sao đâu em, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mà.
Dạ, em cũng mong là như vậy. Em đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Em không đói. Em không ổn sao? Không, em ổn mà. Không có chuyện gì thật chứ? Thật mà. Em chỉ đang nghĩ chuyện công ty thôi à. Cô mới về hả? Khuya rồi mà dì tính đi đâu vậy? Dạ đâu có, đâu có đi đâu. Dì giấu gì sau lưng vậy? Rác. Tôi tính đem tôi bỏ rác à. Rác thôi, đâu có gì đâu mà phải giấu. Dì đưa đây tôi coi. Trời ơi, không được đâu cô ơi. Giờ lắm con chuột nó chết nó hôi rình à. Tôi bỏ bao ni lông giờ tôi đi bỏ rác đó. Thôi tôi bỏ nha cô, bỏ đi hôi lắm. Chịu không có nổi, tôi đi nha cô. Nhà anh Trung, sao anh lại... Anh biết là em rất lo lắng cho anh Trung. Em vào gặp anh ấy đi. Em muốn gặp á, thì em cũng không gặp ở đây đâu. Em không muốn lại đụng đầu với con người không xứng đáng kia. Em có thể hẹn anh Trung ra ngoài được mà. Em... Cô Hương, mở cửa. Có chuyện gì vậy? Đưa tôi ra khỏi chỗ này liền. Sao dì hốt hoảng vậy? Có chuyện vậy gì? Vậy rồi tôi kể cho nghe. Được rồi, dì lên xe đi. Hồi xưa tới giờ á, tánh ông chủ nghiêm khắc lắm. Nhưng mà ít khi ông nổi nóng với dì. Bữa đó lần đầu tiên là dì thấy ông giận như vậy đó. Chuyện ba càng yêu quý cái ly á, thì càng chứng tỏ ba còn rất yêu thương anh Trung. Cho nên chuyện ba làm giấy tờ ảnh á, là không thể nào xảy ra được. Tôi cũng nghĩ như cô vậy. Tôi mới liều tôi lấy cái ly ra để cho cậu Trung coi á. Nhưng mà lúc dì đi á, Thu Hồng có biết không vậy? Lúc tôi ra thì tôi đụng mặt cô Hồng. Tôi nói dốc quá là tôi đi quăng rác. Chắc không phát hiện gì đâu. Con nghĩ là dì không nên quay trở về đó đâu. Ủa? Sao vậy? Con sẽ sắp xếp cho dì. Như vậy sẽ tốt cho dì hơn đó. Thì tụi con nói làm sao dì làm vậy đi. Bây giờ... càng khẳng định cái bản quỷ thác đó là giả. Anh à, em nghĩ là mình nên tìm anh Trung để nói chuyện này đi. Anh sẽ hỗ trợ anh Trung hết mình về mặt pháp lý. Còn bây giờ, điều anh Trung cần nhất đó là sự hỗ trợ tinh thần của những người đặc biệt với anh ấy, như là em. Dì. Con. Dì à, con muốn biết bây giờ ba con sao rồi? Ba con vẫn vậy. Ba con vẫn nằm yên một chỗ con à. Dì có thể cho con vào thăm ba con một chút được không dì? Trung à, không phải là dì không có muốn cho con vô thăm ba con đâu. Nhưng mà thằng Phú nó cho người canh trước cửa đó con. Dì, hay là con giả làm bác sĩ, dì giúp con nha. Không được đâu con. Dì à, con xin gì đó. Con đứng lên đi. Dì giúp con đi về. Con đừng có làm như vậy. Dì à, con không cần giả tài gì hết. Con cho thằng Phú hết. Con không có tranh giành gì với nó hết đó. Miễn sao dì giúp con, cho con gặp ba con đi dì. Thôi con cứ đứng lên đi. Con đứng lên trước đi dì hứa. Nếu dì sẽ giúp con gặp ba con. Con đứng lên đi con. Đi con. Dì à, con cảm ơn dì. Nhưng mà thằng Phú á, nó sắp vào rồi. Con hứa với dì là con chỉ vào gặp ba con một chút thôi. Khi nào nó đi á, dì sẽ gọi con vô thăm nữa nha. Dạ, dạ, con nghe lời dì mà. Đi con. Má. Hả? Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì vậy má?
Phú à. Nè, anh định dụ dỗ má tôi để được vô phòng thăm Dượng hả? Anh đừng có nằm mơ. Hoàng Phú, mày đừng có quá đáng nha. Con. Có ai ép gì anh đâu. Hả? Tôi không có làm gì anh hết. Người không muốn gặp anh á, đó là Dượng. Hả không? Tôi chỉ làm theo ý của Dượng thôi. Mày. Phú. Phú. Con cho anh Trung vô gặp Dượng một chút đi con. Một chút xíu thôi. Má à. Sao má lại nói như vậy? Má nói như vậy á, là người ta tưởng con chia rẽ tình cảm cha con của người ta. Má biết tại sao là con không cho ảnh vô không? Phú. Là tại vì cô sợ ảnh vô đó, ảnh chọc tức chết Dưỡng. Hoàng Phú! Con! Thôi, mày, con. Cái gì vậy? Anh quýnh tôi hả? Thôi mà. Anh làm cái gì vậy? Anh biết mày. Đây là đâu không? Hả? Má mày. Thấy chưa? Thôi con. Má thấy chưa? Thôi mà. Phú. Con đừng có tranh cãi ở đây nữa. Má xin con mà. Đi. Mình đi con. Tôi cảnh cáo anh. Đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa. Anh rõ chưa? Anh sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vô cái căn phòng bệnh nữa đâu. Thôi mình đi đi con. Đi đi mà. Đánh đường tôi đi. Cái ly này anh đã tặng nó cho ba trong ngày sinh nhật 10 năm trước. Cái ly này minh chứng cho một chuyện là ba còn rất thương anh. Sẽ không có chuyện ba từ anh và giao hết tài sản cho Phú đâu. Anh không ngờ kẻ nhiều tham vọng nhất chính là Hoàng Phú. Anh à, anh phải vạch mặt Phú để lấy lại những gì mà Phú lấy được từ tay anh. Anh không cần gì hết. Anh chỉ cần có ba thôi. Anh à, có em và anh Khải sẽ hết mình hỗ trợ anh. Anh có cần gì á thì cứ nói cho em biết. Em đừng có giúp đỡ anh như vậy nữa được không? Anh không xứng đáng để được những sự giúp đỡ của em và Khải đâu. Khi em gặp nạn thì anh đã giúp đỡ em. Bây giờ anh gặp chuyện thì em giúp lại anh, đó là chuyện đương nhiên thôi mà. Anh có làm gì được cho em đâu. Có phải anh đã bán hết cổ phần của anh cho cô ta để cô ta không kiện em nữa, có đúng không? Anh có làm gì thì cũng không thể bù đắp được nỗi đau và mất mát mà em phải gánh chịu. Là anh đã hại chết chính con ruột của mình. Suốt cuộc đời này anh không thể tha thứ cho bản thân của mình được. Có những chuyện á, chúng ta không thể cứ ngồi tự trách mình được anh à. Mà ngược lại, chúng ta cần phải hành động. Để nếu như mình không thay đổi được gì thì ít ra cũng có thể ngăn chặn những chuyện tương tự sẽ xảy ra mà. Anh hiểu rồi. Anh biết là mình cần phải làm những gì mà. Nhưng trước mắt anh phải lo cho ba. Phải cho ba được an toàn rồi mới tính tiếp được. Em đồng ý. Nhưng mà em muốn anh á, khi bước vào cuộc chiến mới này, anh phải nhớ một nguyên tắc, đó là không được nhân nhượng. Nếu trước đây anh không nhân nhượng, biết cô ta quay trở về để trả thù mà vẫn để cô ta bước vào gia đình, và nếu như em không gì cứ nghĩ câu nợ cha con trả, nhân nhượng với cô ta, thì mọi chuyện đã không xảy ra như ngày hôm nay đâu. Ông nhìn cái gì? Ông đừng có nhìn như vậy. Tôi sợ lắm. Mà quên. Tại sao tôi phải sợ chứ?
lão già tàn phế nhông. Làm gì được tôi? Ông muốn cầu cứu hả? Ông cầu cứu ai? Không có ai cho ông cầu cứu đâu. Tại vì tôi đã thay ông làm giấy từ thằng con cưng Minh Trung của ông rồi. Từ đây nó sẽ không có ý nguyện bước chân vào đây thăm ông nữa đâu. Ông tức giận không? Ừ? Ông tức thì ông làm gì được tôi? Hả? Ông đã hại biết bao nhiêu người rồi. Bây giờ thì ông phải nếm thử một lần cho biết với người ta chứ. Đúng không? Đây là quả báo của ông. Ừ? Muốn nói gì? Ông muốn nói là rồi tôi sẽ bị quả báo à? Ông yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bị quả báo. Tại vì tôi không bao giờ làm việc ác, tôi không bao giờ hại ai. Những gì mà tôi làm là tôi muốn lấy lại công bằng cho bản thân mình thôi. Là ông, là ông đã nợ má con tôi trước, nên bây giờ tôi chỉ đến đây để mà đòi nợ thôi. Ông hiểu không? Hả? Có chuyện này, nhân thể tôi cũng nói cho ông biết luôn, là tôi cũng đã làm giấy tờ để tiếp quản tất cả tài sản của ông rồi. Từ nay, ông có thể yên tâm nằm đây để mà ngẫm nghĩ về những tội ác mà mình đã gây ra. Thê thảm không? Chứ tôi thấy ông thê thảm lắm đó. Ở đây mà từ từ chết dần, chết mòn. Hồ sơ của chúng tôi đã lâu lắm rồi, không biết là có cái vấn đề gì không. Nếu có, ông cứ nói thẳng. Vấn đề nó nằm ở chỗ nào, ông phải nhận ra chứ. Hèn chi hồ sơ của ông bị ngâm tới bây giờ là đúng rồi. Vậy là hồ sơ của tôi đã được duyệt rồi. Đúng vậy. Vấn đề ở chỗ là thủ tục. Mà muốn thủ tục nhanh hay chậm, đó là tùy thuộc vào sự xúc tiến công việc của ông. Dạ sếp, em mới đi châu Âu vậy. Anh định gài bẫy tôi đó hả? Sao? Anh nói gì vậy? Cái gì có gài bẫy ở đây? Chắc là ông còn nhớ vụ em vợ của ông gài bẫy người bên công ty Trường Thịnh chứ. Thằng em tôi là thằng em tôi. Tôi là tôi. Tôi không bao giờ làm những cái chuyện tầm bậy như vậy đâu. Cái này anh cứ nhận đi. Xin ông đừng hiểu lầm. Nếu như mình gút mắt ở chỗ nào thì mình mở ra ở chỗ đó. Tôi chỉ có thể cho ông ý kiến đến đây thôi. Tôi có việc rồi, tôi xin phép. Vậy là ông đã hiểu, mới có ý định đến đây. Tức là ông cũng có ý muốn giúp tôi. Vậy thì ông hãy giúp cho Trót. Thôi được, đợi một tháng sau nữa đi. Tôi sẽ nói với giám đốc bên ngân hàng xem xét hồ sơ của bên ông. Sao lại một tháng? Công ty chúng tôi đang rất gấp. Biết làm sao được. Bởi vì hiện tại Mai Hương cổ đang buồn chuyện em chồng của cô ấy sắp ra tòa, nên không có tập trạng làm việc. Sao lại vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng. Có gì tôi báo cho. Vậy nha. Sao lại quái gì kìa?
Kẻ bị anh Vinh chơi một vố vốn là em chồng của cô Mai Hương. Mày nói cái quái gì vậy cho tao biết được không? Anh không nghe anh Khải nói à? Cô Mai Hương đang buồn chuyện em chồng bị ra tòa, cho nên không giải quyết được hồ sơ vay vốn của công ty mình hay sao? Ý của bên đó đã quá rõ, nếu anh có thể giải quyết được em đẹp, dù em chồng của cô Mai Hương, thì hồ sơ vay vốn của mình sẽ được giải quyết. Vụ đó có gỡ được không? Có thể, nhưng... Có gì, cứ nói thẳng ra đi. Anh phải hy sinh anh Vinh. Nhiều khi muốn thành công những việc lớn, không tránh khỏi những hy sinh. Đứng lại. Anh Trường cần phải chụp em ra. Không phải hôm qua ông đã chụp rồi sao? Hôm qua chỉ là chụp CT thôi. Sao sáng nay hỏi về lịch khám bệnh mà không nghe bác sĩ nói tới? Sau khi kiểm tra lại thì thấy có một số vấn đề, nên chúng tôi muốn kiểm tra lại cho thật kỹ. Tôi biết là các anh đang nghĩ gì, nhưng bệnh nhân thì cần phải kiểm tra tỉ mỉ hơn. Nếu như ông ấy có mệnh hệ gì thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Có chuyện gì vậy anh Sơn? Chúng tôi phải đưa anh Trường đi chụp em trai. Anh xin lỗi, anh rất là muốn, nhưng không thể cùng em về quê để tịnh dưỡng được. Nhưng mà em phải nhớ là nghe lời chú, phải ngoan, phải nhanh chóng hồi phục, em biết chưa? Sao hôm nay em mà không cố hồi phục cho nhanh thì khi mà anh đi thi hành án, chúng ta sẽ phải rất lâu thì mới được gặp nhau. Em hiểu không? Liên à, nói danh một câu đi. Nói danh một câu đi Liên. Liên à, không sao, không ai làm hại được em đâu. Ủa ông ta đâu rồi má? À, bác sĩ đã đưa dưỡng con đi chụp MRI rồi con. Chụp MRI hả? Không phải đã chụp rồi sao? Má cũng không rõ nữa. Họ đi bao lâu rồi? À, khoảng hơn 2 tiếng đó con. Chắc không có chuyện gì đâu con ha. Má thì không có chuyện gì rồi, nhưng con có chuyện đó. Con nói gì vậy? Má bị tụi nó lừa rồi. Phú, Phú. Chú, tới nơi chú nhớ gọi điện báo cho con biết nha chú. Chú biết rồi, con cứ yên tâm đi. Chú đã nhờ người ở dưới quê giới thiệu cho một cô y tá để chăm sóc cho ông Liên. Vì người ở dưới quê chăm sóc cho nên tiền cũng rẻ. Trời ơi, kịp thời hả? Chưa đi hả? Đỡ quá, tôi sợ trễ. Nè, thôi đi, tụi tôi đủ đồ rồi lén lén qua cho nữa làm sao mà sách nổi. Ai nói cái này là cho ông, của tôi. Bánh định đi du lịch hả? Du lịch con mắt ông á. Ta nói cái đồ này là của tôi, đi theo ông về quê chăm sóc cho con Liên, khỏi cần mướn y tá, được chưa? Bác nói gì vậy? Dạ, vì Tú tình nguyện cùng chú về quê chăm sóc cho em Liên.
Như vậy đâu tốn tiền mướn y tá? Thôi đi. Cái bà này làm sao mà bằng y tá được? Nè, ông đừng có coi thường tôi nha. Tôi nói một câu là ông té ghế luôn nè. Hồi xưa tôi làm việc cho hội chữ thập đỏ. Trời, Hồi xưa làm việc cho chữ thập đỏ. Vậy là chết nữa. Dạ, sao vậy chú? Hồi xưa là ở trộm, còn bây giờ là ở đây. Vậy là chắc là có lẽ bà làm quải quá rồi người ta mới trả bà về chứ gì. Cái gì? Chai già này nè. Ngày nào mà ông nói móc tôi, ông ăn cơm không ngon phải không? Tôi nói thiệt á nghe, tôi là tôi nể con Liên à, chứ ông nghĩa địa đâu nghe không? Dạ, nhưng mà về đi như vậy, còn nhà cửa và mấy đứa em thì sao gì? Con yên tâm, dì thu xếp gọn gàng hết trơn hết trọi rồi. Dì nói con nghe, con Liên á là cháu ổng, mà nó là con gái, làm sao ổng chăm sóc cho tiện, đúng không? Đó, dì là phụ nữ thì dễ dàng hơn. Với lại con Liên tinh thần nó đang hoảng loạn, người lại vô chăm sóc không có tiện. Ôi, cái gì vậy? Cái bà Tú nhìn bà xấu xấu vậy chứ mà suy nghĩ cũng thấu đáo ghê nè. Ai nói với ông là tôi xấu? Nè, nói thiệt với ông nghe, không nể mặt con Liên là nãy giờ là dép bay rồi đó nha. Chú đừng có chọc gì nữa. Con và chú đã quá sơ suất về chuyện này. Dì, vậy con về hết vô dì nha dì. Con sẽ coi nhà và mấy đứa em ở trên này cho dì. Ừ, được rồi, lâu lâu con dòm ngó phòng ốc giùm cho dì. Dạ. Mấy đứa nhỏ con gì con yên tâm, dì gửi về bên ngoại hết rồi. Đang dịp hè mà, ha. Dạ. Dạ, thưa chú. Ủa, thưa dì. Con. Ủa anh, sao anh ghé qua đây vậy? Có phải có cách buộc tội thằng Phú đúng không anh? Không phải. Nhưng có một tin vui liên quan tới vụ án của em. Liên quan tới em? Vụ án của em sẽ được đóng lại, em không phải ra tòa nữa. Anh nói thiệt hả? Nhưng mà tại sao có thể như vậy được? Ông Vinh đã đến công an và ông ta tự thú. Đó là ông ta đã gài bẫy em. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Trời ơi con ơi, con quan tâm tới chuyện đó để làm cái gì? Bây giờ quan trọng là con không sao. Vậy là con có thể về quê với con Liên được rồi. Dạ, hôm nay thì Trọng chưa về quê được chú à. Nhưng có thể là tuần sau Trọng mới về được. Con nè, vậy là chừng nào con đi được, con lập tức con xuống liền nghe. Hả? Dạ. Thôi nghe, sao mà giả yếu xìu vậy? Bộ mày không muốn về quê với Liên hả? Dạ, con cũng muốn lắm. Nhưng bây giờ con còn nhiều chuyện quan trọng phải làm. Chuyện gì quan trọng hơn chuyện của con Liên chứ? Ông á, thiệt á, tôi nói thiệt với ông á, đầu ông già hai thứ tóc mà ông như đứa con nít không biết suy nghĩ gì hết trơn trọi. Ở trên cái cuộc đời này á, ngoài chuyện tình yêu, chuyện gì quan trọng hơn là tình thân, đúng không? Dạ, dì Tú nói đúng đó chú. Chú hãy đưa Liên về trước đi, xong việc rồi con sẽ xuống liền. Em dự định sẽ làm gì? Em sẽ giúp anh hai. Lần này con không biết phải cảm ơn chú như thế nào. Không sao đâu con. Thật sự lần này không có chú giúp đỡ thì con không biết làm cách nào để đưa ba con ra. Nhưng chú làm như vậy liệu có sao không? Không có gì. Một khi chú đã quyết định làm chuyện này, có nghĩa là chú đã có sự sắp đặt của chú rồi. Cháu không cần phải lo cho chú đâu. Với lại ba con với chú là bạn thâm tình lâu năm, cho nên chú lo cho ba con cũng là chuyện nên làm. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Ừ. Tình trạng của ba con không được ổn định lắm, chắc có lẽ là chú phải ở lại đây vài ngày để mà tiện việc chăm sóc cho ba con. Con cứ yên tâm đi. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi. Ừ. Ba. Ba. Ba ơi, ba đừng như vậy mà. Con còn có rất nhiều chuyện muốn nói với ba. Con biết con là đứa con bất hiếu, đã làm cho ba thất vọng rất nhiều. Nhưng con không thể nào nhìn thấy ba bệnh như vậy mà con không lo được. Ba. Dạ. Bây giờ con có nói gì á thì ba con cũng không nghe đâu. Hay là con ra ngoài trước đi. Ba. Con đừng có lo, ở đây đã có chú rồi. Con xin phép ra ngoài.
rồi con sẽ quay lại thăm ba sao? Vậy phiền chú chăm sóc cho ba con. Không sao, đó là trách nhiệm của chú mà. Còn cô cũng ra ngoài luôn đi. Có gì tôi sẽ gọi cô. Dạ. Anh Trường, có phải là anh không muốn nhìn mặt thằng Trung? Vì còn giận nó, cái chuyện mà nó để Trường Thịnh vào tay Thu Hồng và Hoàng Phú phải không? Anh bạn già, anh sống được đến lúc này rồi, anh vẫn chưa hiểu điều gì là ý nghĩa với mình nhất sao? Anh cũng đừng giận tụi nó nữa mà. Tuy anh đã bị mất hết tài sản, nhưng mà qua chuyện này, anh lại có hai đứa con trai yêu thương anh nhất. Tụi nó sẵn sàng làm mọi chuyện mạo hiểm để mà cứu anh. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi. Khi có chuyện thì tiền không ở bên cạnh mình, chỉ có người thân. Họ lúc nào cũng ở bên cạnh mình vượt qua mọi hoạn nạn. Anh đừng cố chấp như vậy. Thôi, anh cứ nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài kêu y tá chăm sóc cho anh. Thì ra em không đưa Liên về quê là vì chuyện này. Nhưng mà em để Liên trên đó như vậy có yên tâm không? Thật ra em cũng muốn đi cùng với Liên lắm, nhưng mà vụ án của em vẫn chưa chính thức kết thúc, cho nên em chưa thể rời khỏi nơi cư trú được. Nhưng mà có điều ngoài chú Bảo còn có dì Tú đi theo chăm sóc cho em Liên, cho nên em cũng an tâm phần nào. Ngọc Liên là một cô gái mạnh mẽ, nhưng mà chuyện này đã xảy ra thật sự là một cú sốc rất lớn cho Liên đó. Cho nên em cần phải dành nhiều thời gian cho Liên, càng nhiều càng tốt. Vì lúc này á, người mà Liên cần nhất chính là em. Em biết rồi. Tranh thủ á, nếu mà lên đó được á thì cứ lên nha. Chuyện ở đây đã có chị với anh Khải, là cho anh hai em được rồi. Chị Hai à, em không biết phải nói sao để cảm ơn chị nữa. Thằng em này ngoài chuyện suốt ngày chỉ biết kêu chị Hai ơi, chị Hai à, thì em không làm được gì hết. Vậy mà luôn nhận được quá nhiều từ chị. Mình là chị em mà, có lúc á thì chị chăm sóc cho em, cũng có lúc á em chăm sóc cho chị, đơn giản vậy thôi. Dạ. Ủa anh Hai, ba sao rồi anh? Để em lên gặp ba. Anh nghỉ tạm thời để cho ba nghỉ ngơi. Em cũng đừng nên gặp ba lúc này. Em biết rồi. Thôi anh ngồi chơi với chị Hai nha. Em ra ngoài gọi cho chú Bảo coi tình hình của Ly sao rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Khi khổng khi không lại đồng ý theo mình để giúp đỡ, bình thường bà đâu có tốt dữ vậy. Trời ơi, cái ông Bảo vậy? Trời ơi, ông ra ông nói một tiếng. Ông đứng kia bên lù lù làm hết hồn với vía tưởng ma không à. Nè, tôi với con Liên ở trọ nhà bà cũng lâu rồi, coi như là người thân thiết. Vậy bà... Trời ơi, công nhận nha. Rau ở dưới quê, trời ơi, ta nói nó ngon mà nó rẻ. Mua cả đống vậy nè, đâu có nhiêu tiền. Gặp ở thành phố à, trời ơi mấy chục ngàn đó. Nè bà Tú, bà kia, bà có nghe tôi đang nói chuyện không? Nè,
Tôi tên Tú nghe. Ông bỏ cái giọng mà tú bà này tú bà nọ nghe chưa? Với lại bỏ cái giọng mà kiếm chuyện khích bác với tôi nghe. Không thôi hả? Ngày nào tôi cũng cho ông ăn rau chấm với nước tương hết cho ông hay. Trời đất ơi, đi nuôi bệnh mà cho ăn kiểu đó thì làm sao mà người ta hết bệnh cho được? Nó bệnh thì tôi cho nó ăn đủ chất, cá, thịt, đồ, canh rau đầy đủ. Còn cái thứ già mà nhiều chuyện, nhiều tật như ông á, là tôi cho ăn rau chấm nước tương là nhân đạo cho ông lắm rồi đó cho ông hay. Cái thứ đàn bà gì đâu mà ác tiếng hôn. Lèm bèm nói xấu gì tôi đó? Đâu có gì đâu. Thôi, nè, không có nói giỡn nữa. Tôi hỏi cái này, bà phải thiệt tình bà trả lời cho tôi biết đó nghe. Nói vậy phải đàng hoàng không? Bây giờ muốn hỏi gì hỏi đi, tôi trả lời cho. Có phải là bà đang mắc nợ ngập đầu không? Nếu mà không phải thì cho tôi xin lỗi. Còn nếu mà không phải mà mắc nợ ngập đầu á, thì chắc là bị con cái nó đuổi đi rồi không biết đi đâu đúng không? Trời ơi ông điên hả? Sao tự nhiên là tôi mắc nợ ngập đầu rồi bị con cái đuổi đi là sao? Chứ không phải hả? Tự nhiên là đi theo chú cháu tôi lên tên tận trên này. Chú cháu tôi đâu có ruột trà họ hàng thân thiết gì với bà đâu mà bà phải lo lắng quan tâm hy sinh tới mức độ vậy. Thôi nói thiệt đi, bà đã từng giúp đỡ tôi cho nên tôi không có quên ơn bà đâu. Giúp được bà cái gì tôi nhất định sẽ giúp. Tôi nói thiệt á, ông già càng ngày ông bị thần kinh hả? Cái chuyện như vậy mà ông cũng nghĩ ra được hả ông Bảo? Tôi cũng chỉ nghĩ cho bà thôi, cho nên tôi mới nói những lời nói chân thành. Nếu thật sự bà gặp chuyện á thì phải tính cách giải quyết đi, chứ trốn ở trên này á thì có ngày cũng lòi ra hả? Nè, quân tử nói chuyện cho đàng hoàng, không có chỗ tới chỗ luôn nha. Nghe không? Ông á, ác mộng ác miệng gì vừa thôi. Sao lúc nào ông cũng kiếm chuyện với tôi là sao vậy? Tôi chỉ nghĩ có hai khả năng đó thôi. Một là bị nợ, hai là bị con đuổi. Chứ tự nhiên bỏ hết của cải, nhà, cửa, con cái đi theo chú cháu tôi lên đây làm chi vậy? Trời ơi, thiệt tình á. Trời ơi, đúng là da dày vô tâm. Trời ơi, ăn nước tương nghe, với rau nghe. Trời ơi. Chắc chắn là bà gặp chuyện rồi, chứ đâu có đơn giản là chỉ đi theo chơi hay là chăm sóc cho con Liên được. Má nói đi, má muốn con có chuyện phải không? Phú, con nói gì vậy? Sao má lại muốn con có chuyện được chứ? Vậy má mau nói đi, bây giờ ông đang ở đâu? Má thật sự là không có biết họ đưa dượng con đi đâu. Rõ ràng là bác sĩ vô nói với má là đưa dượng con đi chụp MRI. Nhất định má đã cấu kết với thằng Trung để nó cứu được ba nó ra khỏi đó. Má đi về thằng Trung bán đứa con trai của má. Má, con nè, con mới chính là con trai của má nè. Con là người luôn luôn lo lắng cho má và không muốn má phải chịu thiệt thôi. Má đã hứa với con làm sao? Má hứa là má sẽ luôn luôn đứng đằng sau con để mà ủng hộ con, hỗ trợ cho con để mà hoàn thành kế hoạch. Tại sao vậy? Phụ, má không bao giờ muốn làm cho con tổn thương đâu. Má thật sự không biết là người ta đưa dượng con đi đâu. Phú, nhưng mà má thấy chuyện con làm càng lúc càng nguy hiểm. Hay là con ngừng lại đi con. Ngừng lại lúc này còn kịp đó con. Nghe con. Nếu con có chuyện gì, chính má là người hại chết con.
Có phải ông không vậy? Hẹn 7 giờ mà bây giờ 8 rưỡi mới tới. Tôi đang trên đường đi tới đây thì cậu gọi tôi. Tôi phát hiện có người theo dõi mình. Tôi buộc phải đi lòng vòng nên bây giờ mới tới được đây. Chắc chắn là đám người của thằng Trung, chứ không ai vô đây hết. Đem được lão già tàn phế đó đi rồi, còn muốn môi sơ hở của tao nữa. Nhất định tao sẽ cho tụi mày thua một cách thảm hại nhất. Chắc chắn là đám người của thằng Trung, chứ không ai vô đây hết. Đem được lão già tàn phế đó đi rồi, còn muốn môi sơ hở của tao nữa. Nhất định tao sẽ cho tụi mày thua một cách thảm hại nhất. Tôi thấy thời gian này tôi với cậu nên hạn chế gặp nhau để tránh nguy hiểm cho cả tôi và cậu. Vậy đi, tôi đi trước đây, có gì chúng ta trao đổi qua điện thoại. Con xin lỗi ba, bởi vì con bất tài vô dụng nên mới hại ba ra nông nổi này. Con biết là ba không muốn nhìn thấy mặt con, nhưng con xin ba, mỗi ngày cho con một tiếng thôi để vô đây chăm sóc ba, để cho con cảm thấy an tâm phần nào. Ba, con xin ba, hãy quên hết những ân oán thù hận đi. Giờ đây, chuyện có lấy lại được công ty hay không, nó không còn quan trọng. Quan trọng nhất là bệnh tình của ba phải nhanh chóng hồi phục. À, bác sĩ Sơn nói là ba vẫn còn có cơ hội bình phục, nhưng quan trọng nhất là tinh thần của ba. Ba không được bỏ cuộc, có như vậy thì bệnh tình của ba mới nhanh chóng được thuyên giảm. Ba ráng cố lên cho ba. Cháu muốn vô thăm ba cháu hả? Anh hai cháu ở đang trong đó đó, cháu vào đi. Dạ, cháu đứng ngoài này được rồi chú. Sao lại đứng ngoài này được rồi? Cháu vào đi. Dạ, cháu sợ là ba cháu nhìn thấy mặt cháu rồi lại tức giận, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của ba cháu, cho nên tốt nhất cháu không vô thì tốt hơn. Chú nghĩ á, là ba cháu á chắc cũng không đến nỗi là không biết lý lẽ đâu. Anh em tụi cháu đã đồng lòng vì ông ấy như vậy mà. Chú yên tâm đi, cháu không sao đâu. À mà chú nè, sức khỏe ba cháu hiện giờ sao rồi chú? Sức khỏe của ba cháu bây giờ đã ổn định rồi, cháu đừng lo quá. Chú, cháu có cái này muốn hỏi chú. Cháu cứ hỏi đi. Chú, con nghe nói người nằm liệt giường á, có phải vì bị lở loét da lắm đúng không chú? Vậy mình có cách nào để điều trị không chú? Đúng là bệnh nhân nằm liệt giường á, rất dễ bị lở loét da. Nhưng đã có y tá mỗi ngày 3 lần xoay trở và vệ sinh đúng cách, cho nên cũng hạn chế tối đa về việc này. Chú nè, chú có thể nói với y tá dạy cho cháu cách làm được không? Cháu muốn tự tay chăm sóc ba của cháu.
Với lại nhiều khi bà cháu khó chịu lắm, hay đòi hỏi gì mà không nói ra được á, thì cháu cũng hiểu được là ba cháu đang cần gì. Được chứ. Nhưng mà chăm sóc người bệnh liệt giường không đơn giản đâu. Nên á, chú muốn cháu hứa với chú là học phải thật nghiêm túc và ghi nhớ cho thật kỹ càng để tránh sơ suất. Dạ, cháu hứa với chú. Cháu cảm ơn chú. Không có gì, đó là việc chú phải làm mà. Cảm ơn gì. Trọng, ba muốn gặp em. Cháu vô đi. Dạ. Ba à, thằng Trọng nó muốn cùng với y tá mỗi ngày đến đây chăm sóc và lo mình cho ba. Nó muốn hỏi ý kiến của ba. Ba có cho phép nó không? Anh hai à, chắc là ba không đồng ý đâu. Thôi để em ra ngoài, không thôi ba nổi giận không tốt cho sức khỏe đâu. Nè Trọng à, không phải vậy đâu. Ba chớp mắt một cái có nghĩa là đồng ý, khi nào ba chớp mắt hai cái có nghĩa là không đồng ý. Đây là quy ước mới mà anh với ba đã thống nhất rồi. Thiệt vậy anh hai? Ba cho em mới lại chăm sóc ba hả? Anh nói gạt em làm gì? Vậy thì hay quá. Vậy khi em ở bên cạnh á, em có thể gọi ba... em có thể gọi ba là ba được không? Cái này á, em phải hỏi ý kiến của ba. Ba. Ba, con có thể gọi ba là ba được không ba? Ba, thằng Trọng nó đã gọi ba suốt bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ mà gọi khác á, nó sẽ không quen đâu. Ba cho phép nó nha. Ba à. Lại với ba đi. Con cảm ơn ba đã cho con gọi lại tiếng ba. Làn sóng bất động sản chưa bao giờ thiếu sự thu hút và đầu tư mạo hiểm từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với bản kế hoạch này, cháu đã hoạch định rõ trong vòng 5 năm tới, chúng ta sẽ có lời từ dự án quy hoạch bất động sản từ khu Tây Sài Gòn. Chú cứ tin ở cháu, vì cháu đã nghiên cứu rất kỹ khu vực đó. Chuyên môn của chúng ta là lắp ráp xe và thiết kế. Cứ vậy mà làm, cần gì phải làm mấy cái lợi nhỏ này, rốt cuộc chẳng được gì đâu. Cháu chưa bao giờ nghĩ tới cái lợi trước mắt cả. Cháu nghĩ tới cái lợi rất lớn nếu như chúng ta đầu tư mạnh vào dự án bất động sản lần này. Chú cứ tin tưởng ở cháu và chú cứ xem trước đi đã. Không cần đọc gì cả. Tôi trước giờ làm ăn rất là cổ lỗ sĩ. Tôi suy nghĩ đơn giản, chúng ta không có chút kinh nghiệm nào về bất động sản, đầu tư vào làm sao có lợi. Cháu biết chú đang lo lắng về khoản đầu tư, nhưng chú cứ yên tâm, cháu có khả năng kêu gọi vốn đầu tư. Chú hãy xem qua và sẽ hiểu rõ lý do tại sao chú nên ủng hộ quyết định của cháu. Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của tôi rồi. Dù cô có làm bản kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết tới đâu, tôi vẫn không đồng ý và không cần đọc. Dạ thưa chú, cháu thấy bản kế hoạch này của chị Hồng rất là tỉ mỉ và chi tiết ạ. Và rất dễ cho chúng ta thấy được lợi nhuận trong vòng 5 năm tới. Nhưng quả thật là công ty của chúng ta đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
là một bước đi vô cùng mạo hiểm. Lĩnh vực bất động sản không theo một quy luật nào cả. Kẻ nắm được quy luật chắc chắn phải tốn cả gia tài trồi sụp thì mới có một chỗ đứng tin cậy trong giới bất động sản. Cho nên với tình hình công ty hiện giờ, cháu đồng ý với chú, chúng ta không nên đầu tư vào bất động sản. Đó, cậu Phú đã đồng tình với tôi. Cho nên dự án bất động sản bên mình để qua một bên đi. Thôi được rồi, cháu sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Đầu tuần sau cháu sẽ có quyết định chính thức cho mọi người. Không còn vấn đề gì nữa, buổi họp đến đây đã kết thúc. Cháu à, cái ghế mà cháu đang ngồi không dễ mà có được. Cháu hãy cố ngồi cho thật vững trước khi muốn làm chuyện gì thì làm. Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ nhớ lời chú dạy. Anh định giở trò gì vậy? Anh có làm gì đâu, tại sao em lại nói anh như vậy? Giở trò gì? Vậy tại sao lại chống đối tôi trước mặt ông ấy? Anh làm những chuyện này là vì em thôi. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Tình hình công ty hiện tại vẫn chưa ổn định vì những chuyện vừa qua. Mà bây giờ em định đầu tư vào cái khoản đó thì nó quá mạo hiểm. Với lại, số cổ phần em đại diện phần lớn là của đối tác bên Thái Lan. Nếu để bên đó biết được em điều hành công ty không được thì thế nào, chắc chắn là họ sẽ không tin tưởng em nữa. Đồng nghĩa với việc em sẽ mất quyền kiểm soát công ty. Anh thật sự nghĩ như vậy? Tôi thì lại nghĩ anh đang cố tình muốn rút đi cái quyền kiểm soát của tôi. Anh đã hỗ trợ em lấy lại sự nghiệp của mình, vậy mà em vẫn đề phòng anh như vậy sao? Em à, em hãy tập thói quen tin tưởng anh đi. Và anh làm việc gì, lúc nào anh cũng nghĩ đến lợi ích của em. Tôi không tin bất kỳ ai, và tôi cũng không cho phép ai phá vỡ kế hoạch đó của tôi. Dạ, mời chú ạ. Bữa cơm hôm nay tuy đạm bạc, nhưng chắc nó không đơn giản như lý do cậu mời tôi đâu, đúng không? Dạ thưa chú, đây chỉ là một bữa cơm bình thường của kẻ dưới mời người trên thôi ạ. Cậu ăn nói cũng khéo lắm. Nhưng Dượng cậu sao rồi? À, dạ thưa chú, tình hình sức khỏe của Dượng con đang dần ổn định ạ. Tôi muốn đi thăm ông ấy. Ăn xong chúng ta cùng đi được không? Dạ thưa chú, hiện tại thì Dượng con đang chữa bệnh ở nước ngoài ạ. Vậy à, vậy cũng tốt. Điều kiện ở nước ngoài chắc chắn sẽ giúp anh Trường mau phục hồi. Thôi, có chuyện gì cậu cứ nói đi, đừng có để lãng phí bữa cơm ngày hôm nay. Dạ thưa chú, cháu thật sự rất lo tình trạng của công ty hiện giờ. Nếu chị Thu Hồng cứ nhất quyết làm theo ý muốn của chị thì tình trạng công ty rất nguy. Số tiền lỗ lã sẽ không bao giờ kiểm soát được. Cháu rất lo cho Dượng cháu sẽ nổi giận và thất vọng khi Dượng cháu đã giao một phần trách nhiệm của công ty cho cháu. Mà chú thấy đó, cháu không có một chút nào gọi là quyền hành để quyết định. Có phải cậu muốn tôi ủng hộ cậu lên nắm quyền điều hành thay cô Hồng? Dạ,
Thật sự là trước đây cháu chỉ là một nhân viên kỹ thuật thôi. Nhưng dượng cháu một mực bắt cháu phải về tổng công ty, làm quen dần với việc điều hành. Lúc trước cháu không có hiểu và không muốn cố gắng, nhưng mà bây giờ cháu đã hiểu rồi. Dượng cháu đã phát hiện ra Thu Hồng, trở về đây chỉ để trả thù cho ba cô ấy. Những gì cô ấy đã và đang làm thực chất chỉ là đang âm mưu phá nát Trường Thịnh thôi ạ. Dẫm đạp lên ước mơ, tâm huyết của dượng cháu. Chính vì vậy mà dượng cháu đang muốn cháu cố gắng hết sức để mà giành lại cái quyền điều hành công ty. Cậu nghĩ mình có khả năng đối đầu với cô Hồng sao? Nếu chú không muốn tài sản của mình bốc hơi, thì chú hãy có một sự lựa chọn an toàn. Ít ra với cháu, chú không phải mạo hiểm với những dự án trên giấy. Cháu biết, chú là một cổ đông có tầm nhìn. Bên nào có lợi hơn sẽ nghiêng về bên đó. Vì vậy, nếu Thu Hồng cho chú bao nhiêu lợi ích, cháu thề với chú, cháu sẽ cho chú gấp đôi. Tôi sẽ suy nghĩ đi lời đề nghị của cậu. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước. Dạ, chú đi cẩn thận ạ. Má tính làm gì vậy? Chú Phi đem vali ra xe trước cho tôi đi. Dạ. Má muốn đi đâu? Trong cái nhà này xảy ra quá nhiều chuyện. Má cảm thấy mình không xứng đáng để ở trong cái nhà này nữa. Xứng đáng là sao? Bao nhiêu năm trời má hy sinh cho cái nhà này, rồi bây giờ má đem cái thằng con trai má hy sinh cho ông ta luôn. Má nói không xứng đáng là không xứng chỗ nào? Phú à, con đừng nói những lời không có lý như vậy được không? Má tiếp tay cho người ngoài để hại con trai của má. Bây giờ má đòi đi ra khỏi căn nhà này để má gây áp lực cho con đúng không? Quả thật, dượng con trước đây đã làm những điều rất là xấu xa. Nhưng mà bây giờ ông ấy đã bị trời trả báo rồi đó, làm cho gia đình tan nhà nát cửa. Con hãy nhìn tấm gương của ông ấy mà cẩn thận chứ. Hãy dừng tay lại trước khi quá muộn con à. Thôi, má đi đây. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Thu Phụ. Bé Đang à, con chạy từ từ thôi té bây giờ đó. Rồi xuống. Chạy dữ vậy té làm sao? Con chào chú chưa? Dễ con thương. Chào chú. Ồ vậy hả, ngoan quá. Thôi qua đây mẹ bế, đừng có làm phiền chú. Phiền gì đâu, anh chơi với thằng nhỏ được mà. Ồ xe đẹp quá vậy con. Xe đẹp của Đang đó. Dễ thương. Thôi nè quá, bé Đang lên ngủ với mẹ nè, tới giờ rồi. Ê, lên uống sữa ngủ nghe. Dạ. Chạy nhanh. Ê, bắt được rồi. Thank you.
Không. Ờ, ủa, anh ngồi ở đây hả? Qua đây có. Mình đi đâu vậy mẹ? Cô đang ngồi đây nha. Em xin lỗi anh, em tới trễ. Tại ở nhà không có ai coi chừng cô Đan hết trơn á, nên em phải sắp xếp để dắt nó theo. Không sao đâu, anh mới vừa tới. Với lại anh kêu nước cho em luôn rồi đó. Cảm ơn anh. Em định nuôi nó luôn sao? Ngay từ đầu khi em nhận nuôi cô Đan, em đã coi nó là con ruột của em rồi. Vả lại em không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một cái công cụ để em đạt được mục đích đâu. Nhưng mà làm mẹ đơn thân vất vả lắm. Với lại em còn nhiều việc phải lo. Chưa kể đứa bé trong bụng em nữa kìa. Anh nói sao vậy? Em đâu phải mẹ đơn thân, cô đang có ba mà. Không à. Anh an tâm đi. Em biết phân biệt cái nào là tình cảm riêng tư và cái nào là hận thù gia đình mà. Con khiến cho em có hạnh phúc. Em có cảm giác mình là một người mẹ thật sự. Chị mẹ gắn pin vô cho con chơi nha. Nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ mời anh chị. Còn uống cái này không? Không. Không hả? Em chào chị. Em tới rồi hả? Mọi chuyện xong chưa? Người của mình đã theo dõi rất sát sao, nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm ra sơ hở của luật sư Thái. Luật sư Thái đúng là có nghề. Hoàng Phú đang lộ rõ việc chống đối em. Bây giờ chúng ta phải cần tìm thêm bằng chứng để cho thấy Hoàng Phú đang cấu kết với luật sư Thái làm giả di chúc, càng sớm càng tốt. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức. À, còn bản thông tin mật đó em đã tìm ra chưa? Em vẫn chưa tìm ra, lục hết cái nhà rồi vẫn không thấy. Lão già đó cất bản thông tin bí mật đó đâu được chứ? Em không đi khám bệnh thiệt sao? Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. Cảm nhẹ mà không khám bệnh thành cảm nặng đó. Em không có sao đâu. À anh, tí nữa anh qua nhà em ăn cơm luôn nha. Bữa nay em có món sườn xào chua ngọt mà anh thích á. Anh xin lỗi, một lát nữa anh có hẹn đột xuất rồi. Anh có hẹn thiệt không đó? Anh có hẹn thật mà. Đây là lần thứ tư rồi đó. Hả? Lần thứ tư gì? Lần thứ tư anh từ chối, không chịu vô nhà ăn cơm chung với em. Với lại cả tuần nay á, anh đều đưa em tới cổng rồi anh đi về mất, không chịu vô nhà em như mọi khi nữa. Anh có hẹn thật? Anh Khải à, có phải là Vịnh Trung không? Anh Khải, anh trả lời cho em biết đi. Đây là cơ hội tốt để cho gia đình em được sum họp. Anh nghĩ anh không nên làm vật cản giữa hai người, bởi vì anh thật sự mong muốn em được hạnh phúc. Anh Khải à, chuyện sum họp với em với anh Trung á, đâu phải là em và anh Trung muốn là được đâu. Chuyện này cũng cần phải có thời gian nữa. Nhưng mà có chắc chắn một chuyện, đó là em sẽ không bao giờ để mất một người bạn như anh đâu. Em yên tâm, anh mãi mãi là bạn tốt của em. Anh Khải à, cuối tuần anh sẽ ghé qua nhà em ăn cơm. Dạ. Em vô nhà ăn cơm uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm. Dạ em biết rồi. Còn nữa, không được làm việc quá một tiếng, sau đó đi ngủ sớm.
Ngày mai đi làm cho tốt. Em thuê anh làm luật sư và trợ lý riêng, chứ em không có đủ tiền thuê bác sĩ riêng đâu. Nhắc nhở sếp của mình giữ sức khỏe để làm việc tốt mà trả lương cho mình, đó cũng là trách nhiệm của anh mà. Em chịu thua anh luôn rồi đó. Thôi anh đi đi. Dạ. Anh lái xe cẩn thận. Tôi xin lỗi anh. Đáng lẽ tôi phải nói lời xin lỗi anh từ lâu lắm rồi, nhưng đến hôm nay tôi mới làm được chuyện này. Đúng là không dễ dàng chút nào. Thôi bỏ đi, chuyện này cũng lâu rồi mà. Có phải anh còn giận tôi không? Hết lần này tới lần khác tôi trách oan cho anh với Mai Hương. Tôi không mong anh tha thứ cho tôi và có lại tình bạn như xưa, nhưng tôi mong anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi một lần nữa. Tôi nói thật là tôi không còn trách anh nữa. Vì vốn dĩ chúng ta là bạn bè với nhau mà, đâu cần nói nhiều như vậy thì mới hiểu nhau. Nhưng tôi có một điều kiện. Anh nói đi. Bao nhiêu điều kiện tôi cũng chấp nhận hết, huống chi là một điều kiện. Anh quay về với Mai Hương đi. Chuyện này... Hương vẫn còn yêu anh nhiều lắm đó. Tôi không thể nào quay lại với Mai Hương được. Tại sao vậy? Tại sao tới bây giờ anh vẫn còn mê muội yêu một kẻ xấu xa như của ta? Anh nói là anh đã hiểu tất cả mọi chuyện, thì chẳng lẽ anh không hiểu Mai Hương phải vì vậy mà chịu đau khổ tới bây giờ sao hả? Chuyện của tôi với Hương và chuyện của tôi với Hồng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô ta chắc đã cho anh uống bù mê thuốc lú vậy rồi, nên cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Tôi biết Mai Hương đã vì tôi hy sinh đến mức độ nào mà, và tôi cũng rất đau lòng khi chính mình là nguyên nhân gây ra những sai lầm đó. Nhưng chuyện tình cảm lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi và Mai Hương không thể quay lại với nhau. Cô ấy xứng đáng có một người đàn ông khác yêu thương cô ấy thật lòng hơn tôi. Anh là một thằng khốn nạn. Tôi thật không ngờ Mai Hương lại chọn một kẻ hèn nhát giống như anh. Đánh đi. Anh muốn đánh tôi bao nhiêu cái cũng được, tôi không đánh lại đâu. Nhưng tôi muốn anh hiểu, nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì vô cùng đau khổ. Việc tôi và Mai Hương tan vỡ là kết quả của một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc đâu. Anh Khải cũng thiệt là, sao đánh anh mạnh vậy không biết nữa. Dù sao cũng là anh em với nhau mà. Không phải tại anh Khải đâu, tại anh thôi. Phải rồi, anh đưa cái mặt cho người ta đánh đó. Cái thằng quỷ này, dạo này hay nói móc anh quá vậy. Em nói giỡn thôi. Mà tại sao hai anh đánh nhau dữ vậy? Anh đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng có hỏi nữa. Anh không nói thì em cũng đoán được rồi. Anh quên em là người rất thông minh hả? Cái thằng quỷ này. Anh Khải muốn anh quay về với chị Hương, nhưng mà đã từ chối đúng không? Biết rồi còn hỏi chi nữa. Tại sao lại như vậy? Anh và Mai Hương chỉ nên là bạn bè thôi. Vậy còn với cô ta? Anh vẫn còn muốn hả? Tha cho anh đi được không? Được rồi, em lên lầu với ba đây. Anh xin lỗi vì đã mạnh tay với anh Trung. Bây giờ em có trách á thì trách đi, anh sẽ nhận lỗi. Anh cứ làm như là em hay trách anh lắm vậy đó.
Không phải, ý của anh là... Anh xin lỗi. Anh Khải à, em không có trách anh, cho nên anh không cần phải xin lỗi em đâu. Nhưng mà em muốn biết tại sao hai người lại đánh nhau đến độ như vậy. Có phải tại vì anh Khải nói với anh Trung là quay trở lại với em, nhưng mà anh Trung không đồng ý, cho nên anh mới đánh ảnh như vậy, có đúng không? Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em không muốn cuộc hôn nhân của mình á trở thành một món nợ phải trả như vậy. Anh Khải à, từ nay trở về sau á, chuyện giữa em và anh Trung anh đừng có bận tâm nữa, được không anh? Anh Khải à, anh hứa với em đi. Được, anh hứa với em. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, anh cũng đã ở trong nhà rồi, ở lại ăn cơm với em nha. Đằng nào thì anh cũng phải xin lỗi anh Trung một tiếng. Alo. Dạ hả? Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Anh đã tìm cách liên lạc được với hai người phụ nữ du quan cho em trong vụ hành hung Thu Hồng rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Bước kế tiếp, anh sẽ buộc hai người phụ nữ này thừa nhận kẻ chủ mưu chính là Thu Hồng đã hãm hại em, và buộc cô ta phải trả lời danh dự cho em. Nhưng mà anh Khải, khả năng này có cao không á? Em yên tâm đi, anh đã có cách xử lý chuyện này rồi. Buộc họ phải khai ra sự thật. Nhưng mà anh đừng có quá mạo hiểm nha, không có đáng đâu. Anh không đi quá xa để không thể quay lại được đâu. Em định nuôi nó luôn sao? Ngay từ đầu, khi em nhận nuôi cô Đan, em đã coi nó là con ruột của em rồi. Vả lại, em không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một cái công cụ để em đạt được mục đích đâu. Em chào chị. Em tới rồi. Mọi chuyện xong chưa? Người của mình đã theo dõi rất sát sao, nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm ra sơ hở của luật sư Thái. Luật sư Thái đúng là có nghề. Hoàng Phú đang lộ rõ việc chống đối em. Bây giờ chúng ta phải cần tìm thêm bằng chứng để cho thấy Hoàng Phú đang cấu kết với luật sư Thái làm giả di chúc, càng sớm càng tốt. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức. À, còn bản thông tin mật đó em đã tìm ra chưa? Em vẫn chưa tìm ra, lục hết cả nhà rồi vẫn không thấy. Lão già đó cất bản thông tin bí mật đó đâu được chứ? Thì ra là tụi nó theo dõi mình. Thôi nín thôi nè. Rồi rồi thôi được rồi, để mẹ tìm xe bự cho con nha. Nha. Thôi mẹ tìm xe bự cho con nha. Chị Ba ơi. Dạ. Dạ thưa cô gọi tôi. Cái xe hơi mà em hay chơi đâu rồi? Dạ, dạ để tôi đi tìm. Tìm đi, nhanh lên. Dạ. Rồi thôi thôi nín. Ôi nín, mẹ thương. Thôi con chơi cái này đi, con chơi cái này đỡ đi, rồi chút nữa chị Ba tìm xe bự cho con nha. Thôi chị Ba không có chồng em nữa. Rồi thôi. Nè nè, bây giờ nè, nếu như mà tìm cái xe không có, cái mẹ mua với chị màu cho con nha. Nha, mẹ mua quá trời màu luôn cho con vẽ nha. Nha. Chị Ba ơi, chị Ba tìm cái xe cho em chứ chị Ba không chồng em nữa nha. Ngoan, không có khóc nữa, chị Ba tìm cho con. Bé Đan, sao con lại khóc? Con kiếm cái này phải không? Yeah. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Trời ơi, giỏi quá rồi. Thôi có xe rồi, bây giờ hai mẹ con mình lên nhà nha. Lên phòng chơi nha. Lên phòng vừa chơi xe vừa vẽ nha. Tên 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 tên. Alo. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại
Ma à? Con xin lỗi má mà. Con đừng tới tìm má nữa. Má à, con đi đi. Má sẽ không bao giờ quay về đâu. Má, con xin lỗi má. Má ơi, mấy ngày vừa qua con đã rất là hối hận. Con xin má hãy giúp con một lần cuối này thôi. Con hứa với má, sau chuyện này con sẽ bỏ hết tất cả. Rồi hai má con mình sẽ đi đến một nơi nào đó làm lại từ đầu nha má. Thôi đủ rồi, con đừng nói gì nữa. Má sẽ không tiếp tay với con làm hại thêm bất kỳ ai nữa đâu. Má, con không có làm chuyện hại người. Con chỉ xin má giúp con đưa Dượng trở về, để con có thể nói với anh Trung xin Dượng bỏ qua hết mọi chuyện. Má ơi, con thôi đi. Con định bắt Dượng về và để uy hiếp thằng Trung, hại thêm nhiều người nữa hay sao? Má, con đã hỏi luật sư rồi. Nếu anh Trung thưa kiện, cái chuyện di chúc giả mà bị bại lộ thì con sẽ bị ở tù chung thân. Má, má cứu con đi. Con không muốn bị ngồi tù đâu má. Con xin má. Má, má ơi. Má ơi, má đừng bỏ con. Má lấy con đi mà má. Má xin lỗi con. Con hãy ở lại với ba con. Khi nào mà má có cơ hội, má sẽ về đón con mà. Không, má lại với con đây lúc này má mà. Má xin lỗi con mà. Má lại với con đây. Má, má, má ơi, má lại má. Má đừng có bỏ con đi mà má. Má lại đi, má đừng có bỏ con đi mà má ơi. Má, má ơi. Má ơi. Má sẽ giúp con một lần cuối cùng. Con cảm ơn má. Con cảm ơn má. À, bữa nay có chuyện gì mà anh ghé qua nhà em sớm vậy? Em xem đi, đây là bản danh sách các ngân hàng mà Trường Thịnh đang dây vốn. Trong đó Toàn Cầu luôn ủng hộ Trường Thịnh mạnh nhất. Vậy chắc đây là cái giá mà bên Toàn Cầu đã trả cho Thu Hồng để hãm hại ba em. Anh cũng nghĩ như vậy. Bởi vì mỗi lần Thu Hồng gây ra chuyện lại rơi vào đúng thời điểm quan trọng quyết định sáp nhập Xuyên Á với Đông Dương hay Toàn Cầu. Vậy thì có nghĩa là nếu như mình cắt nguồn vốn này á, thì chắc chắn Hồng sẽ rất khó để xoay sở. Anh nghĩ là tốt nhất em nên đi gặp bà Quyên, má của Định Quy xem sao. Em không nghĩ á, gặp được má của anh ta để giải quyết chuyện gì đâu. Hiện tại bây giờ, bà ấy đã giao tất cả mọi chuyện ở ngân hàng cho con trai. Với lại, họ là mẹ con mà. Thì nhất định bà ta sẽ đứng về phía con trai của mình thôi. Em đừng có quá lo. Theo anh thì, ngoài mặt Quy là Địch Quy nắm toàn quyền, nhưng người có quyết định cao nhất vẫn là bà Quyên. Hơn nữa, anh từng nghe ba em kể, bà Quyên tuy là người phụ nữ rất quyết liệt trong việc kinh doanh, nhưng lại rất coi trọng các nguyên tắc đạo đức. Anh nghĩ là em cứ thử đi gặp coi xem sao. Thôi được rồi, em nghe anh, em sẽ thử xem sao. Anh có việc phải đi trước, gặp em sau, có gì alo cho anh nha. Em biết rồi, anh đi cẩn thận nha. Bữa nay em không đi làm sao? Bữa nay chủ nhật mà. Anh sao vậy? Anh quên. Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Có chuyện gì vậy? Bộ khó nói lắm sao anh? Hương à, anh hy vọng là em sẽ không giống như Hồng, vì lòng thù hận mà làm đường lạc lối. Anh nói câu này vì anh thật sự lo cho em, hay là anh sợ em sẽ trả thù Thu Hồng? Anh nói ra điều này là thật lòng quan tâm đến em. Còn Hồng thì ai làm sai thì người đó phải trả giá thôi. Em sẽ không mù quáng giống Thu Hồng đâu. Em biết là mình đang làm gì và điểm dừng ở đâu mà. Anh yên tâm đi. Cô ơi, có bà Hậu tới tìm. Dạ. Ủa, sao dì lại tới đây? Chắc là vì chuyện của Phú. Hương, cậu đã khỏe hẳn chưa? Dạ cảm ơn dì, con không sao. Trung. Dạ. Ba con sao rồi con? Sao dì lại hỏi con chuyện này? Ba con là do dì và Hoàng Phú chăm sóc mà. Trung, con đừng có giấu dì. Dì biết á, là ba con đang ở đây với tụi con mà. Con còn không gặp được ba con thì làm sao mà ba con ở đây được hả dì? Trung à, dì đã nhận ra cái người mà hôm đó đưa ba con đi chính là con với Trọng mà.